Thưa quý vị, cho sản phụ nghe nhạc trong lúc mổ sinh con là một trong những cải tiến mới của bệnh viện tự chủ, mang đến trải nghiệm êm ái cho chị em đang vượt cạn trong phòng mổ. Cải tiến này được kỳ vọng giúp cho chị em có được những giây phút lắng dịu tâm hồn, giảm bớt âu lo trong thời khắc quan trọng nhất của đời người. Dù chỉ mới triển khai được vài ngày, nhưng liệu pháp tinh thần này đang được nhiều sản phụ đánh giá cao về những hiệu quả tích cực mà nó mang lại. Thường thường thì mình đi sanh thì nó tâm trạng nó hồi hộp, nó đắng. Mà vô đây giống như là những bác sĩ ở đây, giống như là giúp cho mình cảm giác nó thư giãn, không có lo lắng nữa. Em có mổ một lần rồi, nhưng mà lúc mổ nghe toàn tiếng dao kéo không à. Lần này được nghe nhạc thì cảm giác nó thoải mái, dễ chịu hơn, đỡ sợ hơn. Với liệu pháp nói trên, khi chị em lên bàn mổ chuẩn bị đón em bé sẽ được nghe nhạc, thư giãn. Đến khi đứa bé chào đời sẽ tháo tai nghe ra để người mẹ nghe được tiếng khóc chào đời của con mình. Và họ yên tâm rằng đó là một đứa bé khỏe mạnh đã đến với gia đình, những người thân yêu nhất. Mẹ và con cũng sẽ trải qua những phút giây ôm ấp nhau trong chương trình Da Kề Da và tiếp tục được nghe những làn điệu du dương. Mặc dù bệnh nhân có được tư vấn để mà vào phòng mổ, tuy nhiên thì ai, bất cứ ai mà nghe đến mổ hoặc là khi mà bước vào trong phòng mổ thì cái tâm lý của cái người bệnh lúc nào cũng sẽ rất là lo lắng, và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhịp tim, làm tăng nhịp tim rồi tăng huyết áp của người mẹ, và như vậy thì nó sẽ không tốt cho cái người bệnh trong cái giai đoạn trước chuẩn bị phẫu thuật. Xuất phát từ cái này thì chúng tôi mới đưa ra cái ý tưởng là sẽ dùng cái âm nhạc để giúp cho cái người bệnh có một cái tâm lý thoải mái và giảm được cái stress, giảm được cái lo lắng và giảm đi cái âm thanh yên lặng của phòng mổ. Thấu hiểu những âu lo nặng nề trong lúc chị em vượt cạn, các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ đã ấp ủ kế hoạch mang âm nhạc lên bàn mổ trong một thời gian khá dài trước khi có thể đưa vào hoạt động chính thức. Những chi tiết như phải đeo tai nghe chứ không phải dùng loa cũng được các bác sĩ nghiên cứu kỹ lưỡng để làm sao tiếng nhạc không ảnh hưởng đến trao đổi giữa các bác sĩ và y tá tham gia phẫu thuật. Các thai phụ đều rất là hài lòng với cái ý tưởng này của chúng tôi. Họ cảm nhận được rằng là họ không có một cái gì lo lắng, mà chỉ có cái cảm nhận rằng là họ đang được thư giãn, họ đang rất là vui vẻ để chờ đón đứa bé. Và sau khi mà đã được nghe đứa bé xong, họ đã ôm đứa bé vào trong lòng hơn, thì họ lại nghe nhạc một lần nữa, tiếp tục cho đến hết cuộc mổ, thì họ thấy rằng là họ rất là bình yên và họ cảm nhận được rằng là cái điều này bệnh viện đang hướng tới chăm sóc cho thai phụ một cách toàn diện nhất. Chương trình bắt đầu áp dụng từ ngày 4 tháng 11 năm 2019, cũng là giai đoạn vừa làm vừa thăm dò cảm xúc và đánh giá của sản phụ. Hy vọng đây là liệu pháp tinh thần sẽ giúp chị em có được tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng hơn trong phòng mổ và luôn có được niềm vui trọn vẹn khi chào đón đứa con thân yêu ra đời, những khoảnh khắc không bao giờ quên trong cả một đời người.